xác định để kinh tế xã hội phát triển thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội là hết sức quan trọng. Những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã huy động tốt mọi nguồn lực cùng với sức dân xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thế nhưng bên cạnh đó, một số công trình, đặc biệt là những công trình được đầu tư từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, sau khi đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí, thậm chí là bỏ hoang. Điều này cho thấy đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát, thi công chất lượng công trình. Đây là nội dung được chúng tôi phản ánh trong mục Theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hội trường thôn Tân An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đóng cửa, bỏ hoang gần 2 năm qua. Kèm theo đó là cơ sở vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước. Không chỉ vậy, trước khi xây dựng, việc khảo sát quy hoạch không phù hợp với vị trí hiện tại bởi không nằm ở trung tâm của khu dân cư. Mời bà con về đây họp nhưng mà bà con người ta không về. Với lý do là họ trả lời là nó không được rất là trung tâm. Cho nên từ chỗ đó là bỏ không cái hội trường này. Còn đây là trạm y tế xã Đạ Mờ Rông, huyện Nam Đông. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2015. Nhìn bên ngoài thì bề thế khang trang, nhưng nhiều hạng mục của công trình này đang bị xuống cấp. Hệ thống thoát nước bị hư hỏng, trần tường nhà bị thấm nước nghiêm trọng. Cũng ý kiến như đầu vẫn đấy rồi. Do cái thiết kế cũng như là cái quá trình thi công nó cũng không đảm bảo, cho nên là mọi cái trang thiết bị cũng như là cái phần ngoài nó cũng xuống cấp, trông thấy như các anh thấy đây. Còn ở phía sau nữa là nó cũng thấm nước rất là nhiều, cho nên là chúng tôi trong cái quá trình thi công giám sát này thì đối với liên quan đến chính quyền địa phương là không phải là người giám sát cái công trình này, thì chúng tôi thấy là cái trách nhiệm này là người quản lý thi công thì chúng tôi thấy là cũng chưa sát sao đối với quá trình thi công, cho nên là dẫn đến cái tình trạng cái nhà chúng ta cũng xuống cấp rất nhanh so với dự kiến của chúng tôi. Điều có thể dễ nhận thấy ở các công trình xây dựng chỉ sau một thời gian bàn giao đã xuống cấp rất nhanh. Vấn đề này đặt ra nhiều câu hỏi trong việc giám sát thi công, chất lượng thi công công trình, công tác quản lý của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Bên cạnh đó, vai trò giám sát tư vấn kỹ thuật của các cơ quan chức năng trong quá trình thi công là hết sức lơ là. Cái này nó cũng là cái tình trạng chung của địa phương cũng như là của toàn xã hội chúng ta hiện nay. Tức là cái công tác mà đầu tư các cơ sở vật chất từ của cấp trên xuống, thế nhưng mà cái sự đầu tư là như vậy, rồi quan trọng là cái quá trình thi công. Đôi khi chúng ta buông lỏng cái khâu quản lý, thế rồi lơ là cái khâu giám sát, thì dẫn đến là cái việc thi công nó có những cái hạng mục mà nó chưa đạt được cái yêu cầu theo thiết kế, thì từ đó nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của công trình đó, thì mà cái người sử dụng trực tiếp đó là người dân. Trong những năm qua, bình quân mỗi năm tỉnh Lâm Đồng đầu tư trên 2.000 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh như trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở làm việc ở các xã thị trấn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đưa vào hoạt động thì nhiều hạng mục đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt làm việc của người dân địa phương. Chất lượng các công trình xây dựng phản ánh thực tế trong quá trình sử dụng bền vững hay không bền vững. Thực tế đang cho thấy đây là vấn đề mà các ngành chức năng cần quan tâm xử lý nhằm hạn chế lãng phí nguồn ngân sách nhà nước trong quá trình đầu tư xây dựng kiến thiết. Nhiều công trình thì cảm thấy cái thời gian nó sử dụng chưa được nhiều thì đã xuống cấp, không thấy có đủ tu dưỡng gì lại nhiều. Nhà văn hóa thôn 4 xã Đà Long thì trong thời gian công ty đã là xây dựng, xây lắp xong và đưa vào sử dụng và đã bàn giao cho chính quyền địa phương và chủ đầu tư và nhân dân thôn đưa vào sử dụng. Thế nhưng mà đến nay thì có một số cái hạng mục, ví dụ như là cái cửa kính thì bà con nói chung là nhân dân trẻ nhỏ thì nói chung là cũng ném bể. Sự thì chúng ta cũng cần phải giám sát là từ nhân dân, chính quyền địa phương mà nhất là người trực tiếp ở cơ sở đó, và cái bên chủ đầu tư thì ta phải giám sát về chặt chẽ
thì để cho các cái công trình nó đạt vào hiệu quả hơn. Vấn đề ở đây nhằm hạn chế tình trạng nêu trên là trách nhiệm của đơn vị thi công, quá trình giám sát của chủ đầu tư. Mặt khác, để công trình được sử dụng hiệu quả lâu dài, thì công tác duy tu bảo dưỡng cần được đơn vị sử dụng chú trọng hơn nữa. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, cần thực hiện đúng quy trình của luật xây dựng của nhà nước đã được ban hành. Thứ nhất là ngay khi bước đầu tiên, khi mà chủ đầu tư người ta bàn giao cho cơ quan quản lý sử dụng, thì người ta bàn giao luôn quy trình bảo trì công trình. Thì trong cái quy trình bảo trì công trình này á, thì người ta yêu cầu là người quản lý sử dụng phải lập kế hoạch bảo trì hàng năm và được cái cơ quan chủ quản đó phê duyệt cái kế hoạch bảo trì hàng năm và bố trí cái kinh phí bảo trì hàng năm vào trong kinh phí thường xuyên hoạt động thường xuyên của cái đơn vị đó. Như vậy là thì sau khi mà có cái bảo trì rồi, trên cơ sở quy trình bảo trì mà chủ đầu tư đã chuyển cho người quản lý đưa vào sử dụng rồi thì anh thực hiện công tác bảo trì. Cái quyết định ở chỗ đó là người quản lý sử dụng phải có ý thức về vấn đề đảm bảo cho công trình hoạt động có hiệu quả và đúng công năng và không xảy ra các hiện tượng xuống cấp công trình. Thì đơn vị quản lý sử dụng có ý thức đó thì chắc chắn là công trình đó sẽ đảm bảo được chất lượng và chắc chắn đó là góp phần kéo dài tuổi thọ cho công trình. Yêu cầu là các sở chuyên ngành và ủy ban nhân các cấp phải thực hiện cái việc kiểm tra đối với lĩnh vực là quản lý chất lượng công trình, kể cả trong giai đoạn thi công, kể cả trong giai đoạn đưa vào công trình vào sử dụng. Chúng tôi cũng thường xuyên là kiến nghị các cái đơn vị là chủ sử dụng cũng như là địa phương các xã để thường xuyên bảo trì và duy tu sửa chữa những cái hạng mục mà sau khi đã đầu tư để nhằm mục đích làm sao là phát huy hiệu quả được công trình sau khi được đầu tư xây dựng cũng như là bảo vệ cái công trình của mình, sản phẩm mình đã tạo ra để nâng cao cái chất lượng công trình và nó bền vững về lâu và dài. Như là công trình về dân dụng thì chúng ta phải thường xuyên có cái kế hoạch định kỳ để bảo trì sửa chữa. Hoàn thiện mạng lưới hạ tầng cơ sở sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Tuy nhiên, để các công trình xây dựng cơ bản đạt chất lượng, không gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, thì công tác rà soát, quy hoạch, giám sát chất lượng công trình là vấn đề then chốt cần được thực hiện thường xuyên và liên tục.